Hùng Rô Kiêu Ngạo. Tí đói. Mới sáng sớm, Tí thấy đói. Tí bước rón rén xuống bếp kiếm chút cháo. Hết cháo, Tí ngó giáo giác kiếm. À, khúc bánh tét. Tí mới bắt ghế nhón gót bóc bánh. Ghế méo, Tí té bánh rớt xuống đất. Bánh tét dính đất cát quá xá. Tí đứng ngó cứ thấy tiếc. Bởi cúi xuống bóc miếng bánh dưới đất. Tí bóc hết mấy phút, bóc hết mấy khúc cát đất đá. Ói ác, miếng bánh có chút xíu. Tí cắn cái muốn hết miếng bánh, ức quá. Tí đứng khóc thút thít. Ba Tí thay thế, mới xe gói cháo cá. Nấu cắp tóc cứu đói, cháo chín. Khói trắng bốc lúp xúp. Tí thay thế mới nói với má. Cháo cá béo quá hén ngát. Tí kéo ghế trúng chén cháo rớt xuống đất. Chắc đói quá, Tí mới lấp chóc lên thế. Chú cuốn trắng đứng kế, tớ liếm liếm. Tí tức tối quá, hét lớn. Cút, cút. Hét tới đó, Tí khóc lớn. Hít, hít, hít. Cách nói xa xôi và lịch sự. Trong một nhà hàng sang trọng, thấy một thực khách đang cố buộc thật chặt chiếc khăn ăn vào cổ. Ông chủ nhà hàng nhăn mặt bảo với anh bồi: "Này này, hãy đến nói với khách một cách xa xôi và hết sức lịch sự nhé, rằng ở đây không nên làm như vậy." Anh hầu bàn đăm chiêu tiến đến gần vị khách kia và hỏi một cách hết sức nghiêm túc: "Thưa, ngài định cạo râu hay cắt tóc ạ?" Bắt khách phải đúng. Thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, ông sếp bực lắm, mới gọi cô ta lại bảo: "Tôi đã nhiều lần lưu ý với cô rồi là khách hàng luôn luôn đúng. Tại sao cô cứ lại làm căng với ông ta như thế?" "Dạ thưa sếp, nhưng mà ông khách này cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai lầm ạ." Bà bán kẹo. Tom về xin mẹ một penny. Mẹ hỏi: "Thế con đã tiêu gì một penny mẹ cho hôm qua?" "Dạ, con đưa cho một bà cụ già nghèo khổ ạ." "Ồ, con ngoan lắm. Đây, một penny nữa cho con này. Nhưng tại sao con lại quan tâm đến bà cụ ấy thế hả?" "Dạ, vì khi nhận tiền của con, cụ đã cho con một ít kẹo." Sợ cô tủi thân. Để chọn ra một số học sinh cần bồi dưỡng thêm vào dịp hè, cô giáo hỏi: "Trong lớp ta có ai nghĩ là mình dốt thì đứng lên cho cô." Cả lớp ngồi yên. Cuối cùng Johnny uể oải đứng dậy. Cô giáo mỉm cười: "Ồ, dũng cảm đấy Johnny. Nhưng tại sao em lại nghĩ rằng mình dốt?" "Dạ thưa cô, em đâu có nghĩ vậy đâu ạ. Nhưng mà chẳng qua em không muốn cô phải đứng một mình thôi." "Say what?" Thế mà cũng tin. Chàng trai sung sướng về khoe với mẹ: "Mẹ, cuối cùng cô ấy cũng đã siêu lòng trước lời tỏ tình của con. Cô ta bảo rằng con là người yêu đầu tiên của cô ấy." "Trời ơi, sao con ngốc thế? Đúng là cha nào con nấy." Chàng trai hậm hực: "Vì sao ông không muốn gả con gái cho tôi? Tôi không cờ bạc, không rượu chè, không hút sách." "Ơ, anh tuyệt vời, kệ anh. Tôi không muốn rồi người ta lại lấy anh ra làm gương cho tôi noi theo. Mệt lắm." "Mẹ mày bảo chưa cần. Bố ơi, thế ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?" "Không." "Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ à?" "Không, vì mẹ mày bảo tao chưa cần. Khi nào có lỗi thì mới phải quỳ."